mời mọi người ăn với mấy thứ này nha mọi người. Cái này còn sót nè, gái mình nó ăn chuột chiên nha, còn lại chuột nè, xé thịt cho nó ăn đó, còn dư xúc xích nè, xích tươi nè. Rồi mình đổ nước vô mọi người, đổ nước cho mời mọi người ăn nha. Mình ăn cái món thập cẩm nè, thì gói chung nước sôi thập cẩm. Đó. Vậy cho cái cọng rau lên, nó quên cho cái rau này vô này. Chứ có mùi cái vị rồi nắp lại thôi mọi người, chút xíu qua giờ mở rồi ăn thôi mọi người. Mời mọi người mình xong rồi, quên nó còn mấy cái trái đậu bắp nữa mọi người. À, chế đậu bắp nữa rồi, đậu bắp luộc. Rồi xin mời mọi người nha, mình chọn lên nha, biết nó ra mùi gì nữa mọi người, đủ thứ mùi hết. Ra mùi gì đây, xin mời mọi người thôi, ăn cùng với mình nha. Món thập cẩm đủ thứ hết. Xin mời. Ngon mà. Vị lạ lạ mọi người. Lạ nè. Cái vị này nè. Cái cây này nè. Cái lá này nè. Lá này tốt sức khỏe mọi người. Rau tần. Rau tần để bỏ canh chua đó. Này bỏ mì ăn luôn. Ngon quá, nấm ngon mà, nấm mà gái nó ít ăn chuột, có mọi người xé thịt cho nó ăn à. Còn chuột ấy là còn xương rồi mình ăn. Ngon hấp, có nhiều người không ăn đồ dư, không ăn đồ cặn đồ thừa, mình thấy cũng bình thường mọi người, mình không bỏ phí thôi. Cái đáng trách là bỏ phí nó thôi, chứ ăn đồ dư đồ thừa cũng có gì đâu. Mà đồ dư đồ thừa này của con gái mình chứ có ai, con mình chứ có ai ha mọi người, có gì đâu mọi người, ăn đây còn ăn là còn hạnh phúc. Ngon quá, lạ lạ. Thịt chiên gà lạ, thịt chuột chiên ăn với mì gói. Ăn mới thật rồi. Ngon quá. Ăn miếng nữa. Gì mới ngon mà. Ăn cái gì lạ lạ mới ngon. Ăn thì kiểu hoài ngán mọi người. Nhân đâu bắp được coi. Ngon. Với đậu bắp này không? Bắp này rất tốt cho sức khỏe người già nha mọi người. Chắc nhờ có đậu bắp này giúp cho người già đau xương khớp, hết vấn đề bao khớp đỡ, ăn thường xuyên mỗi ngày nha mọi người. Tốt lắm. Mọi người già nên chú ý luộc đậu bắp ăn thôi, luộc bắp ăn cũng được rồi mọi người. Ngon quá. Còn chích này khỏi nói đi, chích này người già em bé này thích ăn, mình cũng thích ăn luôn, nhưng mà ăn nhiều quá tốn tiền. Nên để dành cho người già và em bé ăn nha. Anh em nào có người lớn tuổi thì mua dành cho người lớn tuổi ăn nha. Mua cho người già. Mình ăn đồ ấy thôi. Cơm chuột.
Im lá cô tặng cho nó lạ lạ. Mọi người ăn cùng mình nha. Anh em là phần mì gói thì nhớ nấu ăn nha. Ngon quá mọi người. Có nhiều người nói ăn đồ cặn đồ hơ cũng mau mập. Có nhiều người chơi, có nhiều người nói trăm người mà ý mọi người đâu cũng biết được, mà mình cũng thấy là mọi người định nên bỏ phí mới đáng trách đáng nói. Còn mình ăn tận dụng ăn thôi, ăn tránh bỏ phí, đỡ giống tiền tiền của mọi người, đỡ giống tiền mọi người đó. Ăn rồi ngày không mì à mới suýt ra ngon quá sườn ăn sườn. Hay vậy chứ, mọi người ăn xương đi. Ăn xương đi. Xương có nhiều canxi lắm, mọi người giỡn đâu. Cái đùi nhỏ nè. Nhiệm xi á. Ai là em mà còn nhai được. Nhai luôn xương nước luôn. Chung chuột xương nó cũng không có ấy mọi người. Không có bự, không có cứng. Dễ như luôn. À. Ăn xương chuột hay nhất là cái xương của nó. Nhanh ngắt luôn. Ăn thương bữa luôn, thương có canxi, vẻ tốt rồi, đó. Ăn mì luôn. Quên đó mọi người, cho chén cơm luôn mọi người. Ăn mì phải có cơm, ăn mới ngon, mới lạ. Ngon quá ngon. Ăn mấy chút xích thôi. Ăn mì với mình mọi người ơi. Ăn mì với mình, ăn xương với mình. Nhà chuỗi xương luôn mọi người. Ăn cái giả bắp qua, bắp à. Ngon. Nước nước. Để nút. Dì hấp, hấp nước. Ngon quá mọi người. Hấp rồi, hết nước luôn rồi. Ăn mình muốn luôn. Rồi xương lên luôn này mọi người. Nhảy xương luôn. Ăn xương luôn. Quá xương. Từ này cũng nhỏ người không sao. Ăn cũng ra đâu mà. Không phải đói à. Có người đói à, ăn vui rồi mọi người.
Rồi trăm hàng ngàn người chưa có mì gói ăn nữa. Mình có mì gói ăn rồi, còn chê gì nữa mà không chê đổi. Muốn múc cho nhanh. Thế mình ăn ngán vậy mọi người. Ăn mà ngán không? Ngán luôn chứ em ngán gì. Nhiều người ăn cực được, nhiều người ăn cực không được, cơ thể cơ địa người ta. Mới chấp nhận luôn chứ biết sao vậy, đừng coi thường người ta. Coi thường những người nào thôi, coi thường những nào xấu xa thôi chứ. Nó để ăn uống rồi coi thường rồi. Ăn xương nhỏ gạo nè. Ghê lắm à. Còn trẻ săn răng còn thì nhai xương thôi mọi người, chứ người già xương đấy làm không có xương được, mình ăn thôi. Quá hấp dẫn. Cái mèo ăn hết mọi người. Mình tắt cái mình gom hết luôn, mình vét hết luôn rồi. Rồi video ăn uống mình đến đây kết thúc. Chúc mọi người có một ngày làm việc vui vẻ thành công nha mọi người. Mọi người nhớ yêu thích ăn mì nhớ đăng ký mình ủng hộ mình nha. Bye bye mọi người.